Rồi, xin chào quý anh chị trở lại với kênh nhà đất Đồng Nai của Quân Nguyễn ha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị mình một vườn bưởi như thế này nhá Hai xào một sổ nha các anh chị. Hai xào một sổ và sổ góc thì ba xào sáu nhá. Ở đây uh, đang bán rất là rẻ. Hiện tại thì anh chủ đã giảm giá rất rất là nhiều rồi so với uh, so với năm ngoái các anh chị nhá. năm ngoái thì uh, bán giá rất là cao nhưng mà anh lại không bán. Thì năm nay đến lúc cần tiền ấy thì là chúng một cái cái mùa đất đang uh, đất đang đứng các anh chị ha thì anh bán ra một cái mức giá rất là rẻ anh mặt tiền đường nhựa bám mặt tiền đường nhựa này hai xào mà bám mặt tiền đường nhựa này lên tới 25 mét chiều sâu hơn 80 mét nhá anh chị mình hãy theo dõi hết video để biết thông tin chi tiết của cái khu vườn này nhá hiện tại thì anh bán với giá là 1 tỷ ba một xào thôi hai xào thì 2 tỷ sáu cái gì mình nhá còn lô góc thì nó tới ba xào sáu nên giá nó cao hơn nhé khoảng tầm 4 tỷ bảy các anh chị ha rồi mời anh chị mình theo dõi hết toàn bộ khu vườn này nhá Đây là em đứng tại vị trí đất rồi anh chị mình ha. Thì ở đây thì uh, hiện tại em đang có bán 3 sổ nha anh chị mình nhá. 3 sổ, mỗi sổ này sổ đầu tiên á, là 2 xào nha, tới vị trí này nè 2 xào thì được 25 m mặt tiền này. À, số thứ hai cũng là 25 m luôn, 25,7 nha. Cũng là 2 xào luôn các chị. Và số thứ ba đặc biệt số thứ ba là số góc, số góc hai mặt đường. À, thì uh, sổ bên đó tới 366 luôn các chị. Đó, thì ở đây thì uh, hiện tại đang bán giá rất là rẻ người ta đã giảm giá rất là nhiều so với cái đợt năm ngoái rồi các chị ha. Còn điện điện nhà nước thì nằm ngay vị trí kia nha anh chị mình nhé. Điện đây này, 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 kia. Còn đất thì đã mắc điện vào để tưới uh, tưới tiêu rồi. Cho đây chị mình yên tâm về cái điện ha. Bên cạnh đây thì có nhà dân người ta ở này. Đó, mặt tiền này là mặt đường nhựa thông nhá. Này là ngoài quốc lộ đi vào đây khoảng tầm 5 km. Và phía bên này phía bên này là mình đi xuống uh, phía chỗ đường 769 đấy. Thì khoảng 4 km nha, 4 km là ra tới đường 769 thông đi sân bay Long Thành nha. đó. À, vườn thì rất là đẹp. chờ một xíu em sẽ đi vào trong vườn cho anh chị mình xem. À, đây thì à, à, lô ngang 25m này á, thì chiều sâu được à, một đầu 84m và một đầu 80m nha. tại vì nó ở phía càng xuống dưới thì nó càng xuống còn 76m. số thứ hai là một đầu 80 và một đầu 76 nha. Đó, thì cũng là 2.000m hai số đầu đều là 2.000m Nếu mà mình mua một số thì người ta bán một số Còn nếu mình mua hết á, thì người ta bán hết nha Bán hết 3 số thì khoảng tầm 7 6, 6 đó các anh chị Thì ở đây thì mình mua một số thì là 1 tỷ 3 một xào các anh chị ha 1 tỷ 3 cho 1 000 mét vuông Đó Còn một số thì 2 Một số thì khoảng tầm 2 xào Đúng 2 xào nha Đúng 2 xào thì 2,6 tỷ 2,6 tỷ một sổ mặt tiền đường nhựa này Nếu mà làm nhà vườn thì cực kỳ đẹp luôn các chị ha Thường thường ấy thì Thì những cái sổ mà Người ta phân lô nhỏ Thì mới khó Khó làm được một cái căn nhà vườn thôi Còn nếu mà sổ ở đây thì Mặc dù hiện tại đang là đất trồng cây lâu năm Nhưng mà Hầu hết mình có cái vườn lớn như này Thì mình Mình xin làm một căn nhà để mình ở mình trông vườn Thì cũng khá là dễ chứ không có khó đâu các anh Không có khó đâu ha Thì đây, em sẽ đi vào trong vườn cho anh chị mình xem ha. Trong vườn thì hầu hết là toàn được trồng bưởi và tắc. Đây những cái tắc như này này. Đó, cây tắc nhỏ này. Và rất là nhiều bưởi nha, bưởi đu đủ tắc. Đây, à, chú đang thu hoạch bưởi này. Thế em đi vào cho anh chị mình xem ha. Đây thì xe hơi xe tải đi thoải mái rồi. Cho nên là nếu mà có đi vào đây thì anh chị đang đi xem đất thì cũng đi xe hơi bình thường bưởi rất là nhiều trái anh chị ha Đó, trái em khá là to luôn bưởi thì anh ấy đang thu hoạch đây này chị thấy không bưởi da xanh bưởi này ruột trắng hay là ruột hồng anh chị đỏ à, rồi đó. Người ta trồng vừa sen kẻ Sen kẻ bưởi với lại tắc nha Rồi đu đủ Trồng những cây đu đủ nha Nói chung ở đây người ta tận dụng hết cái đất các anh chị Ở cuối vườn thì hầu hết là Người ta rào lưới bến mươi thôi các anh chị ơi Ở trong vườn thì trồng trồng kín luôn nha người ta trồng kín bưởi luôn Đó, anh chị thấy không trồng kín bưởi và đu đủ luôn chứ không phải trồng một hai cây đâu là sen canh đu đủ rất là nhiều luôn anh chủ này tính ra anh cũng tận dụng hết cái công suất của cái khu vườn này các anh chị người ta làm làm là phải làm như vậy cái chưa ha đây bưởi chị thấy không rất là nhiều trái luôn nhìn người biết là chất cái đất này đất đỏ này anh chị đất đỏ rất thích hợp trồng bưởi rồi này kia đủ đủ quá trời trái này. trồng cái cây mà nó cao như thế này rồi phải phải cột dây lại để cho nó nó giữ cái cây hơn nhiều trái quá sợ nó gãy nó đổ cái gì đó còn cái lô góc hai mặt đường gì thì, thì cũng một tỷ ba một xào luôn nhưng mà tại vì nó nó là 3 xào 6 lận cho nên giá trị nó hơi nhiều nha còn cái sổ 2 xào thì nó là 2 tỷ 6 số 3 xào 6 thì mình có thể nhân lên 3 xào là 3 tỷ 9 600m thì khoảng tầm 48 nữa à 600m thì... <laughs> quên 600m thì thì khoảng tầm 708 nữa thì khoảng tầm 4 tỷ 6 đó các chị 4 tỷ 6 80 là cái lô hai mặt đường đấy đây thì em sẽ đi vòng ngược lại ra ngoài để Quay cái mặt đường phía dưới cho anh chị mình xem ha Ủa anh chị chạy về luôn rồi chị Không Ủa anh chị chạy Đây Phía bên ngoài này thì người ta rào lưới bên 10 như này nhá Ở bên này đối diện người ta cũng đang trồng bưởi này Hai mặt đường thì đường này đường thông Như này em nói là đường thông hết nhá Đường thì hiện tại anh chị mình nhìn vậy thôi Lòng đường thì 7 mét nhé. Lòng đường thì 6 tới 7 m Còn nếu mà ra tính là hết luôn á Thì khoảng đường 8 m rồi Khá là rộng rãi Nhưng mà trên quy hoạch thì đường này có mở rộng nữa các anh chị nhé Trên cái quy hoạch cả file quy hoạch Đồng Nai đấy Đường này có mở rộng ra nữa Đây phía bên này là mặt đường rồi, Một bên nữa Khu này thì nói chung là hầu hết thì Nhà người ta nhà vườn không à Cho nên cũng đang hơi là Hơi vắng dân nha anh chị nhé đây đường này thì uh, thông ra đường uh, 20, thông ra đường uh, tỉnh lộ uh, 769 nha. đó, khu vườn rất là đẹp luôn các anh chị ha, trồng phun chắc cây ăn trái luôn, phun bưởi, uh, đu đủ. cái sổ này á, cái sổ này góc hai mặt đường này các anh chị thì uh, rất là vuông vức nha. ngang được uh, ngang được 45 m các anh chị, chiều từ từ bên góc này này. Sang tới bên kia là 45 mét nha Chiều sâu phía sau nở hậu ra tầm 40, 48, 49 mét anh chị nha Còn cái sâu này này Cái sâu này khoảng tầm được 70 Đầu này được 70 mét Đầu bên kia thì anh chị mình nhìn thấy không Nó nó, nó hơi to lên á Nhưng đầu bên kia được 76 mét Còn đầu bên này thì sâu được 70 mét Tầm đó tầm 70, 76 Rồi ngang 45 mét nha thì khoảng tầm tổng là tổng của cái sổ hai mặt đường này là 3,6 sao. Đó, thì em nói luôn là 4 tỷ 68 chục thôi đó là nhân lên vậy thôi còn mình vào thì mình thương lượng trực tiếp giá với chủ nha anh chị mình bớt chút thời gian để đi xem xem cụ thể cái khu đất nha à, để mình cảm nhận được cái cái à, mình xem tận mắt thì mình biết được chứ anh chị anh chị trả giá trên mạng thì em không dám gọi điện cho chủ đâu à, mình đi xem ở đây mình thiện chí là mình trả giá được mình cọc luôn thôi còn Ờ à, nếu anh chị mình cứ trả qua mạng rồi gọi kêu em gọi điện đi được thì anh xuống xem. Được xuống xem cái được cái giá đó anh chị xuống xem cái lại trả giá tiếp, em bị rất là nhiều lần. Thật sự được cái giá mà ví dụ như đang 2 tỷ 6 anh chị thương lượng xuống bớt anh chị 50, 200 gì đi. Xuống tới nơi anh chị lại nói khác nữa, lại xin giảm giá nữa. nên bởi vậy mình hãy bớt ra. Bớt ra khoảng tầm tiếng 2 tiếng gì mình đi xem đất ha. Đúng như anh chị này mới vừa đi xem đất này anh chị thấy không xe hơi để để mà chưa sát tường nhé chưa sát tường mà xe tải vẫn đi lọt một bên được. Hồi nãy một cái xe tải một cái xe tải lớn mới đi lọt vô bên đó xong mới đi qua được. Anh chị thấy không đường rất là lớn luôn. Đó, nên là mình yên tâm về cái 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 đường đi ha. Rồi, mọi thông tin thì em đã thông báo hết các anh chị mình rồi. À, khu vườn như vậy đó. À, em xin nhắc lại một uh, chút xíu nữa là 1 tỷ ba 1 sào và mỗi sổ là 2 sào nha các anh chị mình nha. Tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, bám mặt tiền đường nhựa như thế này. Đó, anh chị nào mà quan tâm thì uh, liên hệ với quân qua số điện thoại 0973 670 770, em sẽ dắt mình đi xem thoải mái nha. Rồi xin chào uh, và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.